gì nha, với những lượt cắt xẻ chắc chắn giết của em đã thể hiện hết những vẻ đẹp nội lực của bên trong mình. Chúng ta cùng chào đón nữ Việt kiều người đẹp cẩm nhung. Con số gì lên là con số gì lên? Sau khi trở về tướng cho người đẹp cẩm nhung để lấy lại gian sắc dốc dáng của mình quý vị nha. Dạ, vốn có mình là một người đàn ông, mình sẽ quay ra lấy lại một cách thiên thường bằng những cái món ẩm thực tốt nhau. Bây giờ chúng ta cùng chào đón người đẹp nhẹ cơm bé tư quý vị. Một trong những cô gái lực điệp của miền Tây Nam Bộ sắp đến, điểm lóe tư quý vị nha. Sở dĩ cô ấy không có thể nào làm ruột được bởi vì nàng quá xuống bụng bụng nhìn quá ý chết quý vị ơi. Thế bây giờ chúng ta cùng chào đón người đẹp tiếp theo cũng có đàn thông kém với đẹp cầu cầu quý vị. Để quý vị làm nghề tiếp theo hàng không nhưng mà quý vị thường xuyên bị các hãng máy bay từ chối bay với những ngân hàng của mình. Xem cầu cầu quý vị thôi. Thế bây giờ chúng ta cùng chào tạm tay thật lớn đẹp tiếp theo là đẹp bởi ba nữ vị con số đến thứ gì. Như công tác vừa rồi chúng tôi đã tìm thấy nồi yêu của bé ba quý vị nha, chứ Việt Nam trong nước không có sản xuất quý vị, và bé ba này rất rạng rỡ mừng vui để tìm được nồi yêu của mình. Bây giờ chúng ta cùng chào đón trời ơi nó hết đất luôn nồi ơi, rất là khỏe quá quý vị nha. Tới nè các anh trai nè, muốn đem bé ba về nhà hãy chuẩn bị hai anh cùng một lúc. Bây giờ chúng ta cùng chào đón Châu Hà nữ gì đến từ Cần Thơ, người đẹp tay đô Châu Hà chứ không phải là tay đô quý vị nha, tay rất đô. Bốn là quy chương vàng quốc tế thể hình diện thanh niên trẻ dưới 14 tuổi mở rộng của người đẹp đều là thú vị. Con số gì lên là con số gì lên? Lát cái quyền đến thôi vậy. Nữ hoàng của chúng ta rất quyền lực trong cái áo bà ba quý vị nha. Hình ảnh quen thuộc của những người chủ nợ chủ hụi ở miền Tây. Người đẹp lát cái quyền. Bây giờ chúng ta không chào đó Nam Thanh Lịch, người đẹp Lê Trường quý vị. Đến thôi vậy. Một trong những nam thanh niên miền Tây nhẹ nhàng gợi cảm nhất miền Tây quý vị nha, cho nên nhiều người nói quý vị không phải là đàn ông mà tôi không tin được. Bây giờ chúng ta cùng chào đón ông già quý vị, nhan sắc 19 tuổi thì lão quá ngược, năm nay nhìn đi 94 tuổi, người đẹp ông già quý vị dễ thương. Trời ơi khó khăn là 1 2 3 quay trời ơi, cái từ nhẹo của chân mẹ ơi. Bây giờ chúng ta cùng chào đón ba thanh niên, bốn thanh niên Lê Tầm Hùng Cường Lâm Nhật Nam và bé Tần Thị Mỹ. Quên cái tên luôn quý vị. Ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ lại những thành viên sẽ phục vụ cho tất cả quý vị cho buổi tối hôm nay ạ. Ladies and gentlemen, xin chào đầu tiên xin phép đến tất cả quý vị khán giả thân yêu của Sài Gòn Tân Thời lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều tối nay. Trời, sao nó lực dữ vậy? Chết mẹ phải phụ nữ vậy? Rồi, kính thưa quý vị, và tối nay rất là vui khi là 2 tuần rồi em mới gặp lại tất cả quý vị khán giả thân yêu của Sài Gòn Tân Thời. Chắc là và 2 tuần qua em rất là cảm ơn, mặc dù không có nhà nhưng mà quý vị vẫn đến đông đủ để ủng hộ cho Sài Gòn Tân Thời, cũng giống như các chị em được lên đèn sáng trưng mỗi đêm thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Mặc dù mưa gió bão bùng nhưng quý vị không có ngại đường xa xa xôi tới ủng hộ cho đoàn, em rất cảm ơn. Và ở xa nhưng mà em vẫn theo dõi qua live stream để có thể biết được hoạt động của đoàn, và cũng chúc mừng các anh chị đã có những cái đêm diễn thật là vui, thật là ấn tượng cùng với Sài Gòn Tân Thời. Và tối nay không mất thời gian với tất cả chúng ta, bụng đoàn sẽ bắt đầu phục vụ dòng lời đầu tiên luôn quý vị ơi. Và cho em hỏi hôm nay có ai lần đầu tiên tới với đoàn không ạ? Lần đầu tiên tới luôn á, lần đầu tiên tới em xin tặng quà liền. Rồi em gái lên đây, trời giơ tay nhanh quá, màu nâu đó cưng đó, dễ thương, lên đi cưng. Rồi mặt này mới nè, nói lần đầu tiên tin nè, chứ bảo vàng nói là tôi không tin đâu. Không ai ăn được 1.000 tiền ghế bạn, đêm nào cũng đem ghế dựa lên chứ. Rồi sao em tên gì, từ đâu đến để giới thiệu được cưng? Ngân quận 10. Ồ xa quá ha. Rồi bây giờ Ngân ơi, em sẽ có một cái thao tác trước khi nhận quà đó, em sẽ bỏ giùm cho chị 60 trái banh vô đồng cầu ha, để cho mọi người cùng chơi tối nay. Tiếng kia cảm ơn em cùng với chị Châu Pha sẽ kiểm tra nha. Rồi kính thưa quý vị, em gái ở trên sân khấu sẽ bỏ 60 trái banh trong lồng cầu để quý vị có thể thấy là một cái game rất là công bằng và văn minh, lịch sự, sẽ phục vụ cho tất cả quý vị, không có ưu tiên ai hết, cũng không có thiên vị ai hết, ai may mắn sẽ hốt quà quý vị nha. Và cho nên là tối nay giải thưởng mặc dù là quý vị thưa thớt thì đông đủ vẫn không có thay đổi ở trong lại bình thường, chúng ta sẽ có chúng được một cái cặp voucher trị giá 1.000.000 đồng từ cô ó. Và gần tết rồi quý vị có thể tận dụng, có thể mua quà tết hoặc là sắm sửa tết cũng rất là tiện dụng quý vị nha. Còn nếu mà quý vị không có
lấy voucher quý vị có thể quy đổi cũng được, nhưng mà quý vị xác nhận giùm cho em là cảm ơn. Kèm theo đó tụi em xin tặng cho quý vị con gấu bao biểu trưng của tháng 12 là tháng Noel đó quý vị, là một con tùng lộc nhỏ nhỏ xinh xinh để về trưng Tết đó quý vị. Alo, trưng Noel quý vị nha. Tới Tết em sẽ con khác nha. Tới Tết thì con gấu nó không có làm con tùng lộc nữa mà chuyển qua làm con châu pha. Quý vị bỏ vô trong nhà cho nó hên quý vị ha. Rồi, ngay bây giờ ai chưa có vé mình giơ tay liền giùm cho em, bổn đã phục vụ tận nơi tận chỗ bà con mình phục vụ. Nếu mà có sơ sót rất mong quý vị cũng sẽ được thứ bỏ qua, bởi vì mấy bà BD mà đội bới rồi đó xiết gàn kịch hay quên lắm hoặc hay lẫn đó quý vị. Quý vị thông cảm nha. Quý vị thấy bữa nay chị Sang không dễ cái môi như hở hàm ếch vậy đó, dễ bình thường không chịu đâu, dễ tới đụng cái lỗ mũi không chịu, không biết sao vậy, không hiểu. Rồi ra sao chị? Dạ thấu thiếu 10.000. Dạ ai vậy chị? Phải chị Quyền không? Cái chị có cái búi cao cao đúng không? Đúng rồi, bởi điện đó búi vừa vừa là bà cài không? Thiếu thúi 10.000 cái lượt, thấu thiếu 10.000. Rồi, rồi quý vị thông cảm nha. Tại chị Quyền ở lâu lâu chị thu tết cái tóc trên cái não chị dựng lên chút xíu, nếp nhăn nó căng ra nó không nhớ được, quý vị thông cảm nha. Rồi, ngay bây giờ tặng cho em gái không? Mình tặng một con gấu đi. Ừ, tặng con gấu dập đầu cho nó hên. Biết đâu em không có trúng thì cũng có gấu ăn gì à. Nhưng không sao ha, nhớ nha. Tặng gấu là thường là những người mà có quà là hên dữ lắm. Nó hên xây dòng mất cưng. Rồi, ngay bây giờ quý vị thân mến, dạ cho em hỏi có ai không biết luật chơi không à? Có ai không biết luật chơi, xin phụ biết luật chơi lại ạ. Dạ mình không biết ạ, mình chơi tay ạ. Mình chơi chừng 3 triệu mình sẽ biết nha. Dạ, đơn giản rồi. Rồi, quý vị ơi, luật chơi rất đơn giản. Mỗi lá vé mà quý vị ủng hộ trên tay chỉ có 20.000 đồng, tương ứng sẽ có 60 con số tương ứng với 60 đếp anh trong lần cầu mà người đẹp Châu Pha đang quay đi quay hùng trên sân khấu đó quý vị. Chút xíu nữa Châu Pha sẽ đưa từng đếp anh cho các diễn viên sẽ bắt đầu hát một câu hát cuối, con hát có một con số. Quý vị dùng tâm sĩ đang dùng dao muỗng đĩa chọt cho con số tương ứng, 4 con trên một hàng ngàn mình trúng thưởng. Giơ tay em dừng lại tụi em trao thưởng liền tay cho quý vị. Quý vị chậm tay thì hình xe quà rất là tội nghiệp cho tụi em quý vị nha. Phải đợi thêm người nữa quý vị cũng thiệt thòi thêm chút. Cho nên quý vị nhớ trúng thưởng mình giơ tay chạy sân khấu liền quý vị nha. Quà tặng cho dòng loại mở hàng đó, con trai body cao 6 múi mà da trắng cao trên 1m8 em xin tặng chị Lan Kim Quyền đính kèm. Rồi quý vị ơi, bây giờ anh với chân tay hướng mắt lên sân khấu bắt đầu giơ sốt vô. Xanh xanh bao la, mây trắng che chân xoa, tia nắng từ bừng chiếu che tóc lu vàng.
tình tan 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 tinh 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 ai nấy vui ngày ngày luôn miệng tươi cười. Còn 20 nguyên 20 có hai chồng, còn 20 còn 20 cái này còn 20 cái này còn 20 xuống kỳ đang xuống kỳ đang xuống kỳ đây xuống kỳ đây cái là xuống kỳ đây xuống kỳ đây cái là bạn kỳ đây ba kỳ đang chê người chê theo em về quê đi chê mình về đủ đồng xuống nước mà miền Tây có mang nước gò đen đủ được mình uống nước vừa rồi mình đi Long An chê nhớ ghé qua đây thăm người miền Tây chơi lông tô đá chiên tối chê ngủ em mai mình đi Long Xin là một ba vùng nguyên. Con mười một mấy gì đây, mấy gì ra, mấy gì ra.